Thổ Nhĩ Kỳ, đẹp mê hồn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Giữa hai lục địa Á Âu có một đất nước vô cùng đặc biệt. Họ mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của đế chế Ottoman hùng mạnh một thời. Đất nước của họ được ví như một thiên đường giữa chốn nhân gian, nơi mà thế giới văn hóa hòa quyện ngọt ngào cùng thiên nhiên hùng vĩ. Thổ Nhĩ Kỳ, đẹp mê hồn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Không nổi tiếng cũng không tài tiếng. Đây là tập hợp những cá nhân kiệt xuất nhất trong giới tình báo với những chiến công hiển hách bậc nhất lịch sử. Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, họ có mặt ở khắp mọi nơi, không cho một tổ chức nào của bất kỳ cường quốc nào có thể thoát khỏi tầm mắt. Trước tầm ngắm của những người này, không thông tin nào có thể xứng đáng với chữ mật, là một trong những nhân tố quan trọng nhất cấu thành nên hệ thống an ninh quân sự, bảo đảm lợi ích chiến lược cả ở nội địa lẫn ngoài biên giới của quốc gia lớn nhất thế giới. Vâng, đó chính là GRU, cơ quan tình báo quân đội. Với vị thế của người thắng cuộc và có quyền phân chia chiến lợi phẩm, Hoa Kỳ đã không ngần ngại đưa hàng loạt những công nghệ quân sự bí mật của Đức Quốc xã về nước, nhằm âm mưu chế tạo cho riêng mình một cỗ máy ném bom khủng khiếp để có ưu thế trên con đường vươn lên làm siêu cường số 1 thế giới. Đó chính là siêu sát thủ vật lực B-2 Spirit. Một tinh hoa công nghệ quốc phòng của quốc gia thực dụng bậc nhất lịch sử, là mũi xung kích trong các nhiệm vụ tấn công, đe dọa và phô trương thực lực quân sự. Biểu tượng sức mạnh cho lực lượng lục quân đông đảo nhất thế giới, một thế lực đang trỗi dậy trên phạm vi toàn cầu. Và chính xác là những gì mà người Trung Quốc kỳ vọng về dòng xe tăng Type-99A của lực lượng quân sự mạnh nhất châu Á. F-16 Fighting Falcon, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Su-35 Super Flanker hay MiG-31 Foxhawk. Đích xác là những cái tên thường được nghĩ đến đầu tiên mỗi khi nhắc đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Lý do là bởi, ngoài những tính năng ưu việt hiện đại, thì chúng đều có xuất thân từ những siêu cường quân sự như Nga, Mỹ, Pháp và các quốc gia Tây Âu. Tuy nhiên, trong cùng thế hệ thì vẫn còn đó những chiếc tiêm kích, dù cho không nổi tiếng bằng, nhưng lại sở hữu sức mạnh vô cùng đáng nể, đủ sức sánh vai với những gã tài to mặt lớn kia. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, JAS-39 Gripen, còn mãnh sư đại bàng nơi vùng trời Bắc Âu. Giữa hai lục địa Á Âu có một đất nước vô cùng đặc biệt. Họ mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của đế chế Ottoman hùng mạnh một thời. Đất nước của họ được ví như một thiên đường giữa chốn nhân gian, nơi mà thế giới văn hóa hòa quyện ngọt ngào cùng thiên nhiên hùng vĩ. Thổ Nhĩ Kỳ, đẹp mê hồn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Không nổi tiếng cũng không tài tiếng. Đây là tập hợp những cá nhân kiệt xuất nhất trong giới tình báo với những chiến công hiển hách bậc nhất lịch sử. Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, họ có mặt ở khắp mọi nơi, không cho một tổ chức nào của bất kỳ cường quốc nào có thể thoát khỏi tầm mắt. Trước tầm ngắm của những người này, không thông tin nào có thể xứng đáng với chữ mật, là một trong những nhân tố quan trọng nhất cấu thành nên hệ thống an ninh quân sự, bảo đảm lợi ích chiến lược cả ở nội địa lẫn ngoài biên giới của quốc gia lớn nhất thế giới. Vâng, đó chính là GRU, cơ quan tình báo quân đội.